Thời tiết cuối tuần ở thành phố Cần Thơ dự báo như thế nào? Chị Hằng My sẽ thông tin chi tiết đến quý khán giả. Dạ vâng, xin chào trường quay VTV Cần Thơ cùng quý vị khán giả. Hai ngày cuối tuần, thời tiết Cần Thơ đều có nắng mạnh. Nhiệt độ buổi trưa sẽ tăng lên ở ngưỡng là 33 độ. Quý vị sẽ cảm thấy khá nóng. Về chiều thì cả hai ngày đều có mưa dông. Diện không rộng, tuy nhiên quý vị cần đề phòng cường độ mưa lớn do mây đối lưu phát triển mạnh sau một ngày nắng. Buổi tối trời tạnh ráo, mát dịu sau cơn mưa, nhiệt độ hạ xuống chỉ còn 26 độ. Đây cũng là lúc thích hợp để quý vị tận hưởng thư giãn dịp cuối tuần. Không chỉ ở Cần Thơ nhiệt độ cao vào buổi trưa đâu, mà nhiều nơi khác ở miền Tây cũng khá nóng khi mức nhiệt ở ngưỡng là 33-34 độ, như là ở Sóc Trăng, Vĩnh Long, Châu Đốc, Cao Lãnh, Tân An, Bến Tre hay là ở Cà Mau. Về chiều tối thì khả năng sẽ xảy ra mưa dông cục bộ. Còn đối với miền Đông Nam Bộ, trời nóng hơn ở miền Tây. Một số nơi khả năng còn xảy ra nắng nóng như ở Tây Ninh, Thủ Dầu Một, Biên Hòa, mức nhiệt lên đến 35 độ. Nhiệt độ cao nhất ở tại thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Phú là ở ngưỡng 34 độ. Dịu mát nhất phải kể đến đó là Vũng Tàu, khi mức nhiệt buổi trưa khoảng là 32 độ. Thành phố Phú Quốc dự báo trưa nay trời cũng nắng, tuy nhiên là nhờ có gió biển thổi nên là cảm giác không quá nóng. Nhiệt độ ở ngưỡng là 33 độ, chiều tối lưu ý là sẽ có mưa dông. Trên biển, thời tiết không mấy thuận lợi cho các tàu thuyền ra vào đảo Phú Quốc, Nam Du, Thổ Chu, Hòn Khoai, Côn Đảo. Khi mà dự báo là vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, Kiên Giang đều có mưa dông, dễ đi kèm theo lốc xoáy và gió giật mạnh.